chào anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh. Chúng ta đang theo dõi bản tin nhà Mường 24 giờ, nơi cập nhật những thông tin và hoạt động nội bộ của tập đoàn khách sạn Mường Thanh. Bản tin số 20 phát sóng vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 sẽ có những nội dung chính sau đây. Lộ diện 19 gương mặt trẻ nổi bật Mường Thanh Under 30. Gian hàng Mường Thanh thu hút khách tham quan hội chợ du lịch quốc tế VITM 2019. Hai đơn vị Mường Thanh nhận giải thưởng khách sạn tiêu biểu năm 2018. Anh chị em đồng nghiệp thân mến, gương mặt tiêu biểu Mường Thanh dưới 30 tuổi, Mường Thanh Under 30 là sự kiện đầu tiên dành cho giới trẻ nhằm tôn vinh những gương mặt trẻ có vị trí và tầm ảnh hưởng nhất định trong tập đoàn. Trong năm đầu tiên tổ chức, ban tổ chức đã ghi nhận nhiều gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi đã và đang tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực công tác tại tập đoàn và các đơn vị thành viên. Chiều ngày 20 tháng 3, Ban Giám đốc cùng các giám đốc chuyên môn Tập đoàn Mường Thanh đã tiến hành đánh giá các ứng viên lọt vào vòng 2 của chương trình bình chọn gương mặt trẻ nổi bật Mường Thanh Under 30. Các ứng viên được đánh giá theo tiêu chí dấu ấn mạnh mẽ tại lĩnh vực nơi công tác, mức độ ảnh hưởng trong lĩnh vực công tác và truyền cảm hứng đến giới trẻ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp. Danh sách ghi nhận nhiều gương mặt trẻ nổi bật đến từ mọi miền đất nước và nước bạn Lào, đặc biệt có ứng viên có tuổi đời rất trẻ, sinh năm 1996. Đặc điểm chung của các cá nhân được vinh danh trong danh sách Mường Thanh Under 30 là tuổi trẻ, sự cố gắng và nỗ lực để theo đuổi đam mê, tinh thần vươn lên mạnh mẽ và không ngại thử thách. Danh sách bao gồm Ninh Thị Nguyên, Mường Thanh Luxury Vientiane, Trần Thị Hương, Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, Nguyễn Duy Nhật Nam, Mường Thanh Grand Sài Gòn Central, Đỗ Diệu Linh, Mường Thanh Luxury Quảng Ninh, Nguyễn Trung Thành, Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Nguyễn Thị Phương Trinh, Mường Thanh Holiday Hội An, Dương Thị Ngọc Anh, Mường Thanh Grand Đà Nẵng, Phạm Văn Nhất, Văn phòng Điều hành, Đồng Thanh Tuấn, Mường Thanh Grand Sài Gòn Central, Nguyễn Tuấn Hoàng, Mường Thanh Grand Lào Cai, Đào Văn Sơn, Mường Thanh Grand Cửa Lò, Huỳnh Ngân Thảo, Mường Thanh Luxury Cà Mau, Hoàng Diệu Linh, Mường Thanh Grand Bắc Giang, Lê Trung Thực, Mường Thanh Luxury Phú Quốc, Trần Quốc Tuyển, Mường Thanh Grand Hoàng Mai, Hồ Đắc An, Mường Thanh Quy Nhơn, Phạm Thị Thảo, Mường Thanh Grand Hoàng Mai, Đinh Thị Thanh, Mường Thanh Luxury Sông Lam, Lê Đình Quân, Mường Thanh Holiday Huế. Việc tổ chức sự kiện bình chọn Mường Thanh Under 30 nhằm tìm kiếm những đại diện tiên phong của Mường Thanh trong hành trình cống hiến, sáng tạo vì sự phát triển vững mạnh của tập đoàn, từ đó lan tỏa tinh thần nhiệt huyết này đến đồng nghiệp, góp phần viết tiếp những giấc mơ của Mường Thanh. Những bạn đã đạt vào danh sách cuối cùng năm nay thì đa phần là những bạn cũng đã và đang làm việc và gắn bó với tập đoàn trong một cái khoảng thời gian nhất định. Tôi kỳ vọng là những cán bộ nguồn là những cái lực lượng hùng hậu để không chỉ là phát triển bản thân các bạn trong sự nghiệp du lịch khách sạn mà còn có thể góp một phần lớn vào sự phát triển của chính đơn vị các bạn đang làm việc cũng như là phát triển của tập đoàn. Ở mùa sau thì tôi cũng rất là mong rằng lực lượng tham gia sẽ đông đảo hơn ở tất cả các cấp, tất cả các vị trí của các đơn vị, chứ không chỉ là cấp giám sát, trưởng bộ phận hay là ban giám đốc. Và tôi mong rằng là tất cả các bạn trẻ ở cấp nhân viên thì các bạn cũng đều có những cái cơ hội phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân của mình ở tập đoàn Mường Thanh. Qua nhiều năm tổ chức, Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM đã trở thành sự kiện du lịch thường niên quan trọng của du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch đến với mảnh đất hình chữ S. Đối với Tập đoàn Mường Thanh, đây là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh thương hiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều đối tác ở nhiều thị trường. Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2019 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 3 tại Hà Nội, tại Cung văn hóa hữu nghị 19 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm nay, VITM thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ nhiều tỉnh thành trong cả nước và từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập đoàn khách sạn Mường Thanh là một trong số hơn 720 đơn vị bao gồm doanh nghiệp, cơ quan quản lý xúc tiến du lịch có mặt tại hội chợ lần này. Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, VITM 2019 đã chọn chủ đề du lịch xanh. Hướng đến chủ đề này, gian hàng của Mường Thanh đã tái hiện thiên đường mùa hè thu nhỏ với thiết kế mái vòm trắng, xếp lớp uốn cong mềm mại như sóng biển, mặt sàn màu xanh đại dương và lẫn lớp cát mịn. Kế gian hàng của Mường Thanh, khách hàng sẽ có cảm giác như đang đứng trước một bãi biển xanh mát. Chủ
Chủ đề của Mường Thanh tại VITM 2019 là Summer Escape, tập trung vào các gói combo khuyến mãi mang tính nghỉ dưỡng gia đình. Theo đó, Mường Thanh mang đến sự lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng với khuyến mãi lên tới 60%, áp dụng duy nhất tại hội chợ. Nhiều khách sạn Mường Thanh có ưu đãi đặc biệt như package 2 ngày 1 đêm của Mường Thanh Holiday Quảng Bình chỉ 1.050.000 Việt Nam đồng, Mường Thanh Holiday Mộc Châu, Mường Thanh Luxury Diễn Lâm. Mường Thanh Holiday Mộc Châu, Mường Thanh Luxury Diễn Lâm, Mường Thanh Luxury Cần Thơ chỉ 1.250.000 đồng. Mường Thanh Holiday Hội An, Mường Thanh Holiday Mũi Né, Mường Thanh Holiday Vũng Tàu chỉ 1.500.000 đồng. Cái sản phẩm của Mường Thanh năm nay thì có phong phú hơn mọi năm một chút vì có thêm một cái combo của Quy Nhơn. Đấy, còn đối với năm khác là không có. Và cái thứ hai nữa là nói chung là bên Mường Thanh cần mở rộng thêm những cái combo như năm nay để thu hút khách du lịch. Năm nay thì cô có mua sản phẩm của Mường Thanh, cô sẽ mua ở Quảng Bình khoảng độ 10 đến 15 đêm. Nếu như gia đình mà về mà sắp xếp được công việc thì cô sẽ đi trong tháng 4, hoặc nếu không thì cô sẽ đi vào khoảng tháng 8, tháng 9. Thật vui khi những ngày đầu năm 2019, chúng ta ghi nhận nhiều thành tích và kết quả đáng tự hào của nhiều đơn vị trên toàn tập đoàn. Và tin vui mà Trương Phiến muốn chia sẻ với các anh chị trong bản tin ngày hôm nay đó là tập đoàn khách sạn Mường Thanh tự hào có đến 3 đơn vị nhận giải thưởng khách sạn tiêu biểu năm 2018 của Hiệp hội Khách sạn Việt Nam. Giải thưởng khách sạn tiêu biểu 2018 do Hiệp hội Khách sạn Việt Nam bình chọn căn cứ theo quyết định số 76/QĐ-HHDL ngày 19 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành quyết định xét tặng giải thưởng cho các doanh nghiệp và các cá nhân xuất sắc năm 2018. Năm nay, Tập đoàn Mường Thanh tự hào có 3 đơn vị nhận giải thưởng của Hiệp hội Khách sạn Việt Nam. Trong đó, Mường Thanh Holiday Hội An vinh dự nhận giải thưởng khách sạn có khách đặt phòng trực tuyến nhiều nhất, Mường Thanh Grand Hà Nội nhận giải thưởng khách sạn phục vụ khách hàng nhiều nhất và Mường Thanh Luxury Quảng Ninh nhận giải thưởng khách sạn phục vụ nhiều hội nghị nhiều nhất trong năm. Và Mường Thanh Luxury Quảng Ninh nhận giải thưởng khách sạn phục vụ hội nghị nhiều nhất năm 2018. Lễ trao giải khách sạn tiêu biểu năm 2018 diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 3 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2019. Giải thưởng khách sạn tiêu biểu được tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh các doanh nghiệp có uy tín, thành tích xuất sắc và đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch khách sạn, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên môn nghiệp vụ của ngành lưu trú. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu và góp phần thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Ban tổ chức có tính chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với năm trước. Và các doanh nghiệp nước ngoài đã quan tâm hơn. Và chúng ta khẳng định được rằng là cái VITM, thương hiệu VITM tại Việt Nam đã nổi tiếng trên thị trường châu Á. Mường Thanh kỳ vọng là có một cái doanh số tốt và để cho khách hàng trải nghiệm đến những cái địa điểm mà khách hàng chưa được đến. Với tư cách là cá nhân, thế nhưng chị cũng nghĩ rằng chị ta luôn luôn là người của nhà Mường và cũng rất là tự hào người của nhà Mường đã được vinh dự đón nhận cái giải thưởng năm nay. Với giải thưởng này nó đã đánh dấu một cái dấu mốc trong nghề housekeeping của chị. Thế và chị cũng rất là mong muốn với cái giải thưởng này sang năm nó sẽ lan tỏa hơn nữa và không phải chỉ một mình chị và có nhiều người hơn nữa trong tập đoàn Mường Thanh của chúng ta sẽ được nhận cái giải thưởng như năm nay. Thế và ngành du lịch cũng như là cái nghề housekeeping sẽ được nhiều người biết đến và sẽ tôn trọng và tôn vinh nó. Khi nhận được giải thưởng là đơn vị đón khách Hàn Quốc nhiều nhất quốc gia do Hiệp hội Du lịch Việt Nam bầu chọn thì cá nhân tôi cảm thấy rất là vui sướng và tự hào về cái thành tích như trên. Điều đó thể hiện rằng là Mường Thanh Hà Nội thuộc tập đoàn Mường Thanh là một khách sạn được sự tin tưởng rất lớn của các công ty du lịch và đặc biệt là tin tưởng rất lớn của thị trường khách Hàn Quốc. Thực ra đó là cái mong muốn của không chỉ riêng Mường Thanh Hà Nội mà đa dạng hóa các thị trường thì để chúng ta chủ động trong các mảng khách để chúng ta đón thì tôi nghĩ là cần phải đa dạng hóa, nhưng mà theo xu hướng như năm nay thì theo tôi biết thì thị trường Hàn Quốc vẫn sẽ là thị trường đứng đầu. Vì vậy là khách sạn Mường Thanh Hà Nội ngoài duy trì cái thành tích như trên thì chúng tôi tiếp tục mở rộng theo đang nghiên cứu mở rộng lên thị trường khách Âu, đặc biệt là khách Pháp.
Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm tin nhanh qua các hoạt động đáng chú ý của Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh trong 2 tuần vừa qua. Trong năm đầu tiên tổ chức Mường Thanh Food Corner, ban tổ chức đã nhận được nhiều giải thưởng dự thi độc đáo từ các đơn vị trên toàn tập đoàn. Danh sách các đơn vị đoạt giải như sau: giải nhất Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, giải nhì Mường Thanh Grand Bắc Giang, giải ba Mường Thanh Luxury Quảng Ninh, giải khuyến khích Mường Thanh Lai Châu, Mường Thanh Luxury Phú Quốc, Mường Thanh Grand Đà Nẵng, Mường Thanh Holiday Mộc Châu, Mường Thanh Luxury Diễn Lâm, Mường Thanh Diễn Lâm, Mường Thanh Holiday Quảng Bình. Giải bình chọn nhiều nhất trên fanpage Mường Thanh Diễn Châu. Các giải nhất, nhì, ba do ban giám khảo lựa chọn sẽ lần lượt nhận giải thưởng 6 triệu Việt Nam đồng, 4 triệu Việt Nam đồng và 2 triệu Việt Nam đồng. Giải thưởng dành cho giải khuyến khích và đạt giải bình chọn nhiều nhất là 1 triệu đồng. Chiều ngày 24 tháng 3, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ bế mạc trao giải thể thao truyền thống lần thứ 16 năm 2019. Giải đấu năm nay quy tụ sự tham gia của 21 đội bóng nam và 6 đội bóng nữ đến từ các đơn vị trong Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh. Kết thúc giải, đội bóng nam Mường Thanh Luxury Sông Lam giành giải nhì bóng đá nam. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao các giải phụ như cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nam cho cầu thủ Lê Văn Nhật, đội bóng đá Mường Thanh Luxury Sông Lam. Giải bóng đá thanh niên khối doanh nghiệp năm 2019 là sân chơi lành mạnh để cán bộ, đoàn viên thanh niên giao lưu gặp gỡ, nâng cao ý thức rèn luyện thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, lao động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Ngày 16 tháng 3, Tập đoàn Mường Thanh phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Quân đội MBS, chi nhánh Bắc Sài Gòn, Sở Kế hoạch Đầu tư và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thực hiện chương trình từ thiện Ấm lòng mùa xuân Tây Bắc, mang những phần quà ý nghĩa thiết thực đến với người dân và trẻ em nghèo tại xã Phìn Hồ, tỉnh Điện Biên. Đoàn đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 600 người dân và trẻ em nghèo, trao một bộ TV và âm ly cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phìn Hồ, tổ chức trao tặng 100 suất học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó trị giá 100 triệu đồng, trao 130 suất quà gồm nhiều tiền mặt, gạo và chăn ấm trị giá 130 triệu đồng cho các hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Những phần quà ý nghĩa và thiết thực đã được ông Nguyễn Khắc Hạnh, Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Holiday Điện Biên Phủ, đại diện Tập đoàn Mường Thanh cùng đại diện đoàn từ thiện trao tận tay tới các em học sinh, người nghèo tại xã Phìn Hồ. Hy vọng với những chia sẻ đó, các em nhỏ và người dân thuộc xã nghèo biên giới sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngày 21 tháng 3, khách sạn Mường Thanh Grand Tuyên Quang tổ chức buổi đào tạo sơ cứu cho các bộ phận như kỹ thuật, bếp, nhà hàng, spa, bể bơi và khuyến khích thêm những nhân viên có mong muốn học hỏi thêm kiến thức cùng tham gia. Lớp học thu hút tới 50 học viên với những chuyên đề sát với thực tế, bao gồm cả lý thuyết và thực hành sơ cứu. Buổi đào tạo được tổ chức xuất phát từ thực tế vận hành của đơn vị và mong muốn bổ trợ thêm kiến thức cho cán bộ nhân viên về phương pháp sơ cứu khi xảy ra tai nạn trong quá trình lao động sản xuất, nhằm giảm thiểu di chứng và phục hồi nhanh cho cán bộ nhân viên không may bị tai nạn. Kết thúc buổi học, cán bộ nhân viên đã hiểu về sơ cứu đơn thuần và sẵn sàng hỗ trợ khi gặp những trường hợp tai nạn khẩn cấp. Những ngày gần đây, cụm từ chủ tịch giả danh ai đó và cái kết xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Bất kể bài viết hay trường hợp nào, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những câu hỏi như chủ tịch giả nghèo để thử lòng bạn gái và cái kết, hay vợ chủ tịch giả nghèo để đi họp lớp và cái kết. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cũng bắt gặp tình huống đặc biệt theo phiên bản Mường Thanh qua clip vui mang tên Chủ tịch dắt xe cho khách và cái kết. À, cô Hiền, lâu rồi không gặp. Chào anh. Lâu lắm mới thấy anh qua khách sạn em. Ừ, dạo giờ tớ cũng có vui nhiều việc trên tập đoàn. Anh chưa có thời gian xuống cơ sở. Vâng, anh xuống lấy xe à? Ừ, đúng rồi, tớ xuống lấy xe. Cậu lấy chìa khóa đi. Vâng. Cậu làm sao mà người cứ hoàn toàn làm ăn thế? Em đông từ sáng giờ, tào tháo vừa anh ạ. À. Anh chờ em. Xin chào anh chị ạ. Để mời anh chị xuống xe. Để tôi đưa vé cho anh chị. Cảm ơn. Ai đây? Ra là anh Tú. Cũng lâu không gặp. Hóa ra anh lại làm bảo vệ ở đây à? Bảo vệ khách sạn 4 sao có khác. Trông cũng ra gì đấy. Mặc vest nữa cơ. Ôi, Phương Anh à. Lâu lắm không gặp em. Em dạo giờ vẫn khỏe chứ? Anh nhìn xem, tôi có khỏe không? Tôi không những khỏe
mà còn giàu nữa cơ. Ngày xưa chia tay anh đúng là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi. Thưa anh, à đây ạ. À, đây là bạn trai cũ của em thời sinh viên. Ngày xưa học hành cũng kinh lắm, tưởng ra trường làm ông nọ bà kia, hóa ra lại làm bảo vệ ở đây. À, rồi. Ừ, quên, chưa giới thiệu với anh. Đây là anh Mạnh, chồng sắp cưới của tôi. Anh Mạnh chuẩn bị làm chức trưởng phòng kinh doanh tại khách sạn này, sẽ làm sếp của anh đấy. Mau chào đi. À, dạ vâng. Xin chào anh ạ. Thôi, anh mau dắt xe vào giúp tôi. Xe tôi mới mua đấy, cố gắng là làm sếp. Bán cả nhà anh đi cũng đầy được đâu. Thôi anh, đi thôi em. Xin mời vào. À, chào anh. Chào em. Vâng, hôm nay em có đến gặp anh để chốt bàn giao một số thứ trước khi nhận công việc mới. Em xin giới thiệu, đây là vợ sắp cưới của em. Cô ấy rất thích Mường Thanh, nên cô ấy cứ nhất quyết đòi đi cùng. À, qua cái đợt phỏng vấn vừa rồi, anh thấy rằng là em rất phù hợp với cái vị trí là giám đốc kinh doanh. Thì anh đánh giá cao cái năng lực của em. Anh nghĩ rằng là em sẽ thích hợp tại vị trí tại Mường Thanh. À, em cảm ơn. Thì với năng lực của em thì em tin là mọi thứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của anh đề ra. Công nhận khách sạn của anh vừa xịn lại vừa đẹp. Nhân viên bảo vệ thì chuyên nghiệp hết sức. Còn mặc vest khá bảnh đấy. Ờ, làm dịch vụ khách sạn là phải thế chứ em. Ờ, không tận tình với khách thì khách mất khách ngay. À mà em bảo sao? Nhân viên bảo vệ lại mặc vest á? Vâng, em thấy dưới tầng hầm có một anh bảo vệ mặc vest bảnh lắm ấy. Xin lỗi, tôi có phiền các bạn đang làm việc không? Ồ, anh Tú đây à? Sao anh đến không nói với em một tiếng? Đến em đón. Chào anh Lương. À, tôi có việc qua đây, cũng có một số việc muốn trao đổi với anh luôn. Vâng, thế mời anh uống nước ạ. Anh Lương giúp tôi giới thiệu qua các bạn. Vâng. À, giới thiệu với anh Tú, đây là bạn Mạnh, trưởng phòng kinh doanh của khách sạn ta. Đây là Phương Anh, vợ sắp cưới của Mạnh. Còn giới thiệu với hai em, đây là anh Tú, tổng giám đốc của tập đoàn. Và anh Tú tuy còn trẻ nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành du lịch khách sạn và được toàn bộ cán bộ công nhân viên rất yêu quý và kính trọng. Cảm ơn anh Lương đã giới thiệu. Về hồ sơ của bạn Mạnh, tôi đã xem qua, tôi đánh giá năng lực của bạn ấy là khá tốt. Tuy nhiên, với kinh nghiệm còn non nớt và phải cần rèn rũa thêm. Theo tôi, để giúp anh Mạnh, tôi quyết định anh sẽ làm việc ở Mường Thanh với vị trí nhân viên bảo vệ. Tôi tin tưởng rằng khi anh Mạnh bắt đầu vị trí này, anh sẽ hiểu được giá trị của việc tôn trọng khách hàng, tôn trọng đồng nghiệp. Cứ thế mà làm. Xin cảm ơn anh chị em đồng nghiệp đã đồng hành cùng với bản tin Nhà Mường 24 giờ trong 15 phút vừa qua. Bản tin Nhà Mường 24 giờ được phát sóng 2 tuần một số vào 11 giờ trưa thứ 6. Mọi đóng góp cho chương trình vui lòng gửi về địa chỉ email nhamuong@muongthanh.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.